Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Có nghĩa là ông chủ, cái khí chất của nó sẽ làm cho những cái dòng chó khác ấy, nó có cái sự e dè nhất định. Ông chủ mà xuất hiện là ở dưới là xếp re hết. Cái con chó khác mà gặp nó một cái là sợ liền á, không dám sủa luôn á, im re luôn, mà gọi là rung luôn á, coi là phản ứng của tụi nó như thế nào. Mấy con chó ngoài nhà mình nó cũng dữ lắm các bạn. Rồi đây, ra đây được chạy bộ là đã luôn. Vô à, cho tụi bay thấy đại ca lãnh đạo nè. Tao coi coi nó im không nha. Đột im thiệt ta. Trời im thiệt, im ghê luôn. Cái này bên gà ta gọi là ót. Ót ơi. Con này nó có cái khí chất nè. Mấy con này bình thường nó sủa ghê lắm. Con này vừa bước tới cái im re luôn. Vừa gặp thằng bên cái là im re rồi. Ót à, gương mặt ót à. Tất cả đều là anh em nha nha. Chẳng có đi tham quan nhà mới thôi chứ không có gì hết trơn á. Rồi đi tiếp, đi qua đây coi mấy con bự hơn coi phản ứng như thế nào nha. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hai thằng đại của chúng ta đó là B và Lucy ha. Thì cái dòng chó Bully này mình đã có từng giới thiệu, nó được mệnh danh là Boss, có nghĩa là ông chủ đó. Thì khi mà nó gặp những cái thứ nhất là nó rất là ít sủa các bạn ha, rất là ít sủa. Nhưng mà cái giống như cái khí chất của nó sẽ làm cho những cái dòng chó khác ấy, nó có cái sự e dè nhất định. Thì chính vì vậy người ta gọi tên nó là Boss, có nghĩa là ông chủ. Ông chủ mà xuất hiện là ở dưới là xếp re hết đó. Thì bây giờ mình sẽ cho nó đi thử ra cái nó thì nãy giờ là bữa giờ là nó ở vòng vòng trong cái Nam Ngô Farm này thôi đó, nó chưa có ra bên ngoài cái nhà mình bên ngoài. Thì những con chó bên ngoài mình nuôi bên ngoài á, bây giờ mình sẽ cho hai con này nó đi ra ngoài chơi thử coi cái phản ứng của tụi nó đối với nhau như thế nào ha. Có phải đúng như cái lời đồn là, tại vì có bạn nói với mình á, là những con chó khác mà gặp nó một cái là sợ liền á, là không dám sủa luôn á, im re luôn, mà gọi là rung luôn á. Thì bây giờ mình sẽ cho bé nó đi ra ngoài chơi thử gặp những con chó bên ngoài của mình, coi là phản ứng của tụi nó như thế nào. Tại bên ngoài mình, mấy con chó ngoài nhà mình nó cũng dữ lắm các bạn. Nó bạc rê lai rồi phú quốc rồi tà le tà, cũng toàn là gọi là anh hùng cái thế không á. Để coi tụi nó gặp nhau tụi nó phản ứng như thế nào nha. Giờ trước mắt mình sẽ hít đất trước rồi mình sẽ đi chơi. À, hôm nay có bạn trai rồi tao hít đất cũng có thèm ve đít vô mặt tao nữa đúng không? Bình thường mình hít đất là con Lucy nó ve cái đít vô mặt mình, nó làm cái ghê. Hôm nay nó có bạn trai rồi, nó bơ mình rồi. Ôi khỏe quá các bạn ơi. Ôi đi chơi Lucy đi, let's go B. À, ngầu không, quá dữ luôn. Nó đây con, let's go. Mình cảm giác của mình là boss của boss đó các bạn. Rồi đi, đi ra mày lùa coi tụi nó làm sao. Rồi đây à, ra đây được chạy bộ là đã luôn. Chạy, chạy. Chạy xong lát khở. Gồng gãi không? Đó. Vô. Nè, cho tụi bay thấy đại ca lãnh đạo nè. Thôi coi coi nó im không nha. Đục im thiệt ta. Trời im thiệt, im ghê luôn. À, ót. Cái này bên gà ta gọi là ót. Ót ơi. Ghê không bạn, ghê thiệt, công nhận. Thằng này nó có cái khí chất ha. Mấy con này bình thường nó sủa ghê lắm. Nó gặp mấy con chó khác, chó ngoài đường nó gặp chó nó sủa ghê. Còn con này vừa bước tới cái im re luôn. Ghê ta. Ót liền, con này quất dữ dằn nữa nè. Còn mấy con chó phú quốc này mà rắn nè nha, chuột nè nha, mấy con bọ cánh cứng mà bay ông trời là bay nó táp luôn á. Vừa gặp thằng bên cái là im re rồi, ót à, gương mặt ót à. Không, tất cả đều là bạn hết. Tất cả đều là anh em nha nha. Anh chỉ dẫn tụi nó đi tham quan nhà mới của mình thôi. Thấy không? Chẳng có đi tham quan nhà mới thôi chứ không có gì hết trơn á. Mình là một tập thể hết, thấy không? Nó gừ mình nè. Trời ơi, mày gừ tao, tao kêu con đệ này ra nó dứt mày bây giờ á.
tất cả đều là anh em nha. Rồi đi tiếp, đi qua đây coi mấy con bự hơn coi phản ứng như thế nào nha. Mày la đây, mày la tao dẫn lại một cái là im ghe liền nè. Sửa tiếng nữa đi, sửa đi, ót liền. Đây, thấy không? Đâu á, té mương một cái là hết đi bây giờ. Thôi giờ đi theo hướng của bằng B coi nó đi đâu. Đâu á? Nó ở chỗ cũ các bạn, nó không có được đi chơi đâu nhiều. Lên đây rộng rãi cho nó tha hồ đi chơi luôn. Đi đường này không hay đi đường nào? Đi đường nào? Mày muốn đi thẳng tới luôn hả? Đi thẳng này đi. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy đâu rồi con? Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, Lucy. Lucy đâu bên kia rồi? Kìa. Đây con. Này cốc Thái nè các bạn, ra trái đã không? Ồ, bắt kiến về nuôi không? Kiến này cắn bê, kiến lửa, kiến vàng á. Anh em nào mà nuôi kiến này không, mình tặng cho mấy ổ nha. Rồi à, đi tới luôn. Trời ơi, bữa anh thấy Lucy đô lắm mà thằng B nó về xong anh thấy Lucy mà đúng là tướng người mẫu luôn á, eo co tùm lum hết trơn á. Này lá lốp đúng không ta? Chắc nó à, lá lốp nè. Kiếm thịt bò cuốn. Cái này hơi khó đi nha. Để coi cho tụi bay qua cầu được không? Để qua cầu được không? À, Lucy giỏi quá. Ê, có chừng té đi đâu rồi anh? Rồi nó khôn quá, đi đường khác nó không thèm qua cầu. Được không? Bước qua. Rồi, được. Rồi, qua đây. Ở đây con, bê. Mọc địch. Rồi, đây. Cho mày đi khám phá nhà mới. À, tiếp tục chạy. Tướng chạy cũng thấy ghét rồi. B. Ồ. Đó đây. Đó nè, con này mới giữ nè. Này hàng hiệu nè. Hàng hiệu nè. Bê 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 bê. Nó mê chị Hiền, nhưng biết chị Hiền cho anh ăn á. Bê 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 bê. Đây con. Đây. Đầu bự ha, con này đầu bự các bạn. Đầu bự hơn Lucy rất là nhiều. Lucy là đời cũ. À, và nó nói, nếu mà nói xét về đẹp á thì nó không có đẹp bằng ha. Tại vì cái đầu Lucy nó nhỏ và nó dài, còn cái đầu của con B này nó bự, mũi nó ngắn. Này hàng hiệu nè, nhưng mà mày mà chạy vô chổng là mất công có án mạng á. Sao? Trời ơi, tính lại chơi rồi. Thôi bỏ đi bạn, bỏ đi bạn. Bỏ đi. Bỏ đi bạn ơi. À, từ nơi tới đó bộ. Ai, con kia rút á, con kia rút hình á. Rút hình á, thấy chưa? Mình phải cản lại. Thôi bỏ đi bạn ơi. Anh em không à. Thôi bỏ đi bạn.
Bỏ đi bạn. bỏ đi bạn. Thôi đi, đi luôn, đi luôn. Bắt cầm đánh nhà bỏ đi. Đi lên. Lên, 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 lên. Lên, 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 lên. Rồi đi vòng được rồi. Kia đúc hình luôn hả? Bóp mà. Thôi đi. Nhịn đi mà anh em không. Anh em không, bỏ đi, bỏ đi. Lên. Anh em không à. Nó lo vòng ngoài, mày lo vòng trong mà. Rồi qua đây. Qua đây còn thêm mấy thằng nữa nè. Đây, đây có mấy em út em nhỏ rồi, để coi sao. Thường thường chó mà nó gặp chó lạ là làm ghê lắm nha các bạn, làm dữ lắm. Con này thuộc dạng số má rồi. Số má đâm ra là nó làm quen á. Có con Mina chó nó già lắm rồi. Đúng rồi. Dễ thương cái chó già đàng hoàng. Rút rồi không? Nè con Tám nè, sao Tám? Ồ Tám thấy vậy mà Tám sung ha. Rồi Tám rút luôn. Tám ót. Tám ót liền. Lucy, Lucy, Lucy. Tám ót rồi. Nó chứ nó dễ thương rồi Tám ơi. Cái này nó được cái ngầu ngầu thôi, nó dễ thương. Con này nó không sợ ai luôn á. Nó bàn vô tới nơi luôn. Thôi đi. Đi đi làm quen kia thôi. Mỗi ngày anh cho làm quen chút xíu. Anh em mà nuôi chó, đem chó mới về á. Ví dụ như nhà mình đã có nuôi chó sẵn, mình đem chó mới về là phải cẩn thận tụi nó đánh nhau nha. Nó cắn lộn nha. Tội nghiệp. Phải cho làm quen từ từ thôi. Bê 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 bê. Đây con. Đây. Đây. Ót luôn. Nè. Quéo liền, đuôi quéo liền. Anh này đúng là không có ngán ăn nào á. Bần tăng trước nay chưa ngại ai bao giờ. Thôi vô chuồng. Thôi đứng đây, tao vô tao lấy còn miếng thịt nữa, tao lấy ra cho ăn nha. Ok. Đây là một miếng thịt bò. Hôm bữa con Lucy á thì cái gân nó mòn quá cho nên mình phải cắt nhỏ. Còn để coi coi gân của trời ông kia ông lòi cây son ra luôn. Đi đái mà ông lòi cây son nha. Còn con bê này để coi coi nó xé được không nha, nó nhai được không nha. Ẩu rồi đó ba. Có ghiền cũng đâu cần lộ liễu như vậy. Hả? Cái gì cũng đâu có cần lộ liễu như vậy. Xong chưa? Xong chưa anh cho ăn? Kiến ngon. Mẹ cho Lucy miếng nha. Cho Lucy miếng nhỏ. Đứng lên. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Này giống bị bón quá ta. Đứng lâu vậy. Có bón không? Bón rồi. Lát cho ăn dao ua. Lát mua dao ua cho ăn nha. Khoai lang nữa. Nó có vẻ nó mới về nhà mình hôm qua thôi các bạn. Ỷ có vẻ khó ha. Đứng gặn lâu mà chưa thấy.
chắc mới về nhà mới hôm qua giờ nó ăn đồ ăn ở nhà mới nó chưa quen lắm á. Nhưng lá kiếm miếng khoai lang ăn cho nó gọi là dễ đi cầu ha, nhận trường ha. Sống chưa lâu vậy? Nó ăn lù xì ăn hết bây giờ. Có ăn hết miếng kia chưa? Hết rồi hả? Xé miếng thịt này dài quá. Đứng lâu nha, đứng lâu mới chịu nha, đâu chịu, đâu. Thôi thử luôn. Còn nghiệp vậy con, còn mắc ỉa hả? Cho nó đi chịu, lấy miếng khác cho mày, nè. Bê. Rồi bê làm lại Lucy rồi. Nó ị hơi khó đó. Để lát mình sẽ mua. Để lát vô nhà lấy dao ua cho nó ăn. Ăn dao ua nha. Ăn dao ua cho có men nha. Con này tự tụt còi cái đường cửa. Em nghe nói em tụt cái đường. Phải tự tụt. Tự tụt cái còi. À. Này nó sung quá. Sung quá rồi. Ok chưa. Cho ra bãi cỏ này chạy là bao vui luôn. Rồi ok các bạn. Thì cho thứ nhất là cho B nó hòa nhập với cuộc sống, nó được tham quan coi như là toàn bộ cái khuôn viên của cái căn nhà mới của nó ha, đồng thời cũng coi test thử coi có đúng như lời đồn đây là dòng chó boss, dòng chó ông chủ, chỉ cần xuất hiện thôi, không cần phải sủa, không cần phải gầm gừ gì hết, nhưng mà khiến cho những cái dòng chó khác nó phải có cái sự e dè nhất định. Thì nãy giờ bạn nào mà đã xem clip của mình thì có thể là cũng thấy được cái điều đó. Những con chó nó đang sủa rất là hung hăng, nhưng mà chỉ cần nó nghe cái hơi, nó thấy cái hình của dòng chó bu lì, dòng chó ông chủ này thôi là nó có cái gì đó nó khép nép lại, nó sợ liền đó, nó rút lại đó. Nhưng mà mình nghĩ gặp những cái con chó dữ hơn chắc nó cũng chơi như thường. Tuy nhiên là không để những cái điều đó xảy ra, nó sẽ gây tổn thương cho các bên ha. Mình chỉ muốn test thử coi có đúng như là cái lời đồn như vậy không. Thì quả thật là mình thấy đúng là cái dòng chó này nó có cái sự cái độ uy lực nhất định ha các bạn ha. Khi nó xuất hiện là nó sẽ làm cho tụi kia nó e dè liền. Ok các bạn, thì hôm nay muốn cũng rất là vui khi mà Nam Ngô Farm đã có thêm một cái thành viên mới nữa, và cũng rất là vui khi được quay những cái thước phim này gửi đến mọi người. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Đói bụng nhớ ghé Nam Ngô nè nha. Bye bye. Sướng quá, này có phải cỏ chạy đã luôn.